những châm ngôn sống, cách ứng xử hay và ý nghĩa nhất. Bạn hãy dành một ít thời gian để xem và cảm nhận nhé. Hãy đối xử tốt với mọi người, như thể không có ngày mai, lỡ đâu ngày kia, trở về với cát bụi, sẽ luyến tiếc vô cùng. Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng mọi người. Tiền không quan trọng bằng tình nghĩa, nhưng đôi lúc bạn sẽ nhận ra rằng không có tiền, tình nghĩa sẽ phôi phai. Người xấu thì nhiều, người biết điều thì ít. Vì vậy hãy nhớ, tiền rách thì vẫn còn giá trị, nhân cách rách rồi thì chỉ có bỏ đi. Khi người trách mắng ta, ta cũng nên nhìn lại, nếu không đúng thì chẳng cần phải phá bỏ hình tượng bản thân mình. Đừng cố làm người thành công mà hãy gắng trở thành người có giá trị. Làm người phải học cách bước qua lời dối trá, chịu được lời xuyên tạc, nhịn được sự lừa gạt, quên đi lời người khác hứa. Giữa người với người, nếu cảm thông tăng lên thì hiểu lầm sẽ giảm xuống. Đừng bao giờ dùng ánh mắt và sự hiểu biết của mình đi bình luận chuyện đúng sai của người khác. Con người cũng giống như đồng tiền vậy, có tờ giả, tờ thật, có tờ rách, tờ lành, tiền thật giả, máy còn soi được, lòng người thật giả, lấy gì soi? Đừng tùy tiện phơi bày vết thương của mình cho người khác xem, vì giữa xã hội này, bạn chẳng thể phân biệt rõ ai là người sẽ bôi thuốc cho bạn, ai là người sẽ sát muối vào nó. Hãy ghi nhớ, hoa thơm nhờ nhụy, người có giá trị là nhờ đạo đức. Cách mà mọi người nhìn nhận bạn không quan trọng bằng cách bạn nhìn nhận chính mình. Tiền là thứ rất sắc, có thể cắt đứt những thứ mà dao kéo không cắt được, đó là tình yêu và tình bạn.